Xin chào mọi người, hôm nay nhà em đánh cây mộc to đẹp đẳng cấp luôn. Cây mộc to nhất vườn đây. Cây mộc to nhất vườn đánh trả khách. Khách Hà Nội. Đánh xong cái này là về xếp xe cơ. Đấy, cây to đẹp như này. Quay lên cho mấy bác là comment bài em ấy. Hôm qua đăng là có mấy bác vào comment là cây mộc này giá 50 triệu chúng mày chỉ có bán cho chó thôi. Bác thì vào comment là chúng mày chỉ chặt làm củi các thứ. Đấy thì đây hôm nay em quay cho mọi người xem là cây nó đã lên đường rồi. Em thực sự là muốn giữ lại để lên bể cơ. Để định là quay vu vơ vờ thôi, khách cứ xin được mua. Thế là định cho lên bể đấy. Thì cho lên bể dưỡng đấy, con này đẳng cấp số 1 Việt Nam luôn. Mà giá nhá, giá rất là bình dân. Đẳng cấp số 1 Việt Nam luôn. Cây này vanh của nó là vanh gốc của nó vanh 29, thoát thân 1 m, thoát thân 95 phân. Cây quá đẹp luôn. Cái này mà vào chậu nhá, các bác vào chậu. Đúng cây mình kết nhưng không có tiền, đấy. Đúng rồi, anh Chu Minh Tiêu cũng là một trong những người mà chơi sành mộc đấy. Anh nhìn cái này là anh kết luôn. Đấy. Cây to đẹp đẳng cấp luôn đây này. Da chất mộc, da trắng này. Ngày hôm nay em đánh rồi nhá. Em quay livestream trực tiếp đánh cây cho người xem. Mọi người bảo là con này đăng bài suốt ngày chẳng thấy bán được hàng. Thì hôm nay phải livestream cảnh đánh cây cho mọi người biết là mình là cũng đăng là cũng bán được cây. Chứ không phải là đăng xong là để vu vơ. 50 triệu quá rẻ. Đúng rồi, anh Chu Minh Tiêu nhỉ. Những người mà là dân mộc, thợ mộc chuyên nghiệp thì người ta nhìn thấy cây này người ta định giá được ngay mà. Thực sự đấy, người ta thợ chuyên nghiệp người ta định giá được ngay. Bán cái cây này 50 triệu quá rẻ luôn. Hôm vừa rồi em vào một vườn nhá, người ta đòi cái cây như thế này mà thậm chí còn không được đẹp như là cây này đâu. Người ta còn báo giá cho bọn em là 70 triệu ấy. Chạy mất dép luôn. Hỏi giá xong bọn em còn chạy mất dép. Đấy, bọn em thợ bọn em chạy mất dép ấy. Thế đừng nói. Bảo anh Tuân giả em quà nhé. Ok bạn Còi Vương. Còi Vương trách gì đấy? Thực sự cây này là rẻ mà. Cây này em bán giá thế, bán giá